đến Đà Lạt. Hãy cố gắng dậy sớm để tận hưởng và cảm nhận cuộc sống buổi sớm mai của thành phố xinh xắn mến yêu này. Khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên, đó cũng là thời điểm những ai đến Đà Lạt có thể bắt gặp những điều thật mới mẻ, đặc biệt khi dạo quanh chợ Đà Lạt. Lúc này chợ đêm đã kết thúc để bắt đầu cho một buổi chợ chính đầy tấp nập và hối hả của ngày mới. Tiếng lào xào của người bán, người mua nhộn nhịp. Không khí của buổi chợ sáng Đà Lạt đông vui đến lạ. 6 giờ sáng và tôi đã có mặt tại chợ Đà Lạt. Không khí sầm uất tấp nập tại đây không kém gì so với những ngôi chợ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh hay thủ đô Hà Nội. Và những loại hoa và rau trái từ những nhà vườn ở thành phố Đà Lạt đều được mang đến chợ từ rất sớm. Những chiếc xe chở đầy hoa, đó là hình ảnh quen thuộc buổi sáng ở chợ Đà Lạt. Những bông hoa còn đong đầy hơi sương, long lanh, tinh khiết. Dạo quanh khu chợ sáng sớm, tôi cảm nhận được một Đà Lạt thật khác với ban đêm. Nếu chợ đêm sầm uất, tấp nập với nhiều hàng quán, khiến du khách đều muốn đi thật nhanh để ngắm nhìn, thưởng thức ngay những món ăn mình yêu thích, thì đến chợ vào sáng sớm, mọi người có thể sẽ muốn được bước chậm lại để cảm nhận trọn vẹn những nét tinh khôi ở vùng cao nguyên này. Những ai đến Đà Lạt mà muốn mua hoa để mang về làm quà thì phải đi chợ sáng, bởi ở đây có đủ các loại hoa và còn được bán với mức giá rất rẻ. Chị ơi, hoa này bao nhiêu một chục ạ? 7.000 em. 7.000 một chục ạ? Ừ. Em mua 20 đấy nhỉ? Hoa này là từ nhà chị, vườn nhà chị hả? Đúng rồi, vườn nhà chị. Là mấy giờ phải đi cắt hoa rồi ạ? Cắt buổi chiều em. Cắt buổi chiều. Chị bán đây lúc mấy giờ sáng? 4 giờ là mình đã lên đây rồi. Thế bán tới mấy giờ về? Bán chừng nào hết hoa. Thêm một xe của chị thì khoảng bao nhiêu bó hoa? Xe của chị hả? Cỡ hơn 100 bó. Hơn 100 bó là 1.000 bông ấy. Rồi, hoa rất đẹp. Thêm nữa không? Có 3 bó luôn, đây đưa chị 20. Màu khác màu khác đi. Màu cam đi. Có màu trắng không chị? Có em. Thêm màu trắng đi. Không chỉ có những đóa hoa được các nhà vườn cắt từ chiều qua để sáng sớm mang đến chợ, những chậu cây nhỏ xinh cũng được bày bán rất nhiều tại đây. Sau khi lựa chọn rất nhiều, dù muốn mang tất cả chúng về nhà để trồng, nhưng việc hành lý còn rất nhiều nên tôi đã quyết định mua một cây hồng leo. Cô bán hàng còn đảm bảo rằng hồng này về thành phố Hồ Chí Minh vẫn trồng được và ra hoa đẹp như ở Đà Lạt. Đây đúng là xứ sở của các loài hoa mà. Hoa được trồng ở các nhà vườn, dọc các cung đường. Và vào tận chợ Đà Lạt, hoa được bày bán nhiều vô kể. Những tưởng người Đà Lạt quanh năm được ngắm hoa nên sẽ chẳng mua hoa về nhà chân. Thế nhưng mọi người nơi đây đều yêu hoa đến lạ, và họ vẫn đến chợ sáng để mua hoa mang về nhà. Vẻ đẹp của hoa rất dễ khiến du khách phải say lòng. Rau trái tại chợ cũng vậy. Đi chợ sáng không khó để tìm thấy những gánh đào, gánh nho và cả những bông atiso còn tươi nguyên như thế này. Lắng nghe những tiếng rao hàng càng khiến tôi cảm nhận được cái thú vị trong một khung cảnh rất đổi bình dị. Không khí trong lành của một buổi sáng, thời tiết se lạnh ở Đà Lạt. Sao
Sau khi đi chợ sáng thì đây là thành quả của tôi. Những đóa hoa được mua từ chợ sáng ở Đà Lạt rất tươi và đẹp quý vị ạ. Một người ta vẫn thường nói rằng một năm có 365 ngày thì ngày nào quý vị đến Đà Lạt cũng có thể được ngắm hoa. Tuy nhiên nếu có dịp đến đây vào tháng 4, tháng 5 thì quý vị cũng đừng bỏ lỡ qua cơ hội để được chiêm ngưỡng những đóa phượng tím đẹp thành phố này nhé. Khi những bông mai hay anh đào chia tay mùa xuân, cũng là lúc mùa phượng tím bắt đầu khoe sắc. Những ai đến Đà Lạt chắc chắn sẽ không quên mùa hoa này. Tháng 3, tháng 4 chính là lúc những con đường ở Đà Lạt ngập sắc hoa phượng tím. Nếu ghé thăm Đà Lạt trễ hơn một chút, tức là vào khoảng tháng 5 hay đầu tháng 6, du khách vẫn còn cơ hội để ngắm những đóa phượng tím cuối cùng. Cùng với muôn loài hoa khác, sắc màu nao lòng của phượng tím đã góp phần làm nên thương hiệu Đà Lạt, thành phố Festival Hoa Việt Nam. Ở Đà Lạt, phượng tím được trồng nhiều quanh bờ hồ Xuân Hương, đường vào chợ Đà Lạt, đường Lê Thị Hồng Gấm, đường Bùi Thị Xuân, những con đường khu trung tâm và ven thành phố. Giữa muôn sắc màu xanh, vàng, hồng, đỏ của xứ sở hoa này, màu hoa tím lãng mạn, những cành hoa vươn cao trên nền trời khiến du khách không khỏi xao lòng khi bất chợt gặp gỡ đâu đó trên một góc phố nhỏ, con đường. Và cũng chính cái màu tím ấy đã làm nên một điều đặc biệt cho Đà Lạt, bởi chỉ có ở vùng cao nguyên này, ở nơi có khí hậu mát mẻ và se lạnh ấy, mới có thể làm nơi sinh sống cho loài hoa mỏng manh kia. Tuy nhiên, phượng tím vốn dĩ không phải là một loài cây tự nhiên ở Đà Lạt. Phượng tím có nguồn gốc từ châu Mỹ và được cố kỹ sư nông nghiệp Lương Văn Sáu, hội viên Hội Hoa Hồng nước Pháp, mang hạt giống về trồng đầu tiên ở Đà Lạt vào năm 1962. Thời ấy, gia đình nào được sở hữu một cây phượng tím được gọi là quý tộc. Loài phượng này khi đó có giá tới 2 chỉ vàng, theo giá trị hiện nay là tương đương gần 7 triệu đồng, nhưng cũng không dễ mua được. Thế nhưng, hiện tại, nhờ sự tiến bộ của công nghệ trồng hoa, thì loài phượng tím quyền quý này đã được nhân giống và trồng khắp phố núi Đà Lạt. Để rồi cứ đến khoảng đầu tháng 3, những đóa phượng tím lại bung nở, níu hồn lữ khách phương xa. Du khách thì lưu luyến hoa, người Đà Lạt thì lại càng yêu sắc tím của hoa phượng. Dường như những con người nơi đây luôn bị loài hoa này quyến rũ. Có phượng tím, Đà Lạt đẹp lắm. Đẹp đến nỗi những người bận rộn có thể bỏ công việc ngắm trời đất, ngắm những cánh phượng tím rơi lác đác trên đường. Và tháng 5 cũng là thời điểm những vườn atiso ở Đà Lạt vào mùa thu hoạch. Và dù không rực rỡ sắc màu nhưng atiso được xem là một đặc sản của Đà Lạt. Và sẽ rất là tiếc nếu như tôi không một lần được ghé thăm một khu vườn ngập đầy atiso. Đến phố núi Đà Lạt mộng mơ, không chỉ tìm về với thiên nhiên, khí hậu trong lành mát mẻ, mà còn là dịp để du khách tìm hiểu về những sản phẩm đặc trưng của miền đất lạnh. Và chúng tôi đã tìm đến một vườn atiso trong làng hoa Thái Viên,
cách trung tâm thành phố Đà Lạt cũng không xa. Những bông artichoke như một hương vị rất riêng mà khi đến, khi đi, du khách thường nhắc nhau thưởng thức và mang về làm quà. Các du khách nước ngoài đến Đà Lạt thường diễn tả bông artichoke là loài hoa trăm cánh khi tìm mua. Dù không rực rỡ sắc màu, nhưng artichoke vẫn mang một vẻ đẹp lôi cuốn đến lạ. Kính chào chú. Chú ơi, chú đang làm gì đấy? Đang cắt lá artichoke. Dạ, tức là mình phải cắt lá để cây nó lớn hay thế nào ạ? Cắt lá đi rồi bón phân, rụng lá xuống, lá này già là mình phải cắt đi. À, làm mấy cái này mình bỏ đi đúng không ạ? Bỏ đâu, cái này làm lá, lá thay cái này tuốt, tuốt cọng. Cái cọng này phơi không để làm gì chú? Thì xay trà ISO này, với là làm cao, nấu cao. Cây cọng này thì chú bán được bao nhiêu một ký? Phơi khô rồi thì là nó bán được 17.000 giá bữa nay. Tức là rễ thì mình có dùng được gì không ạ? Rễ thì cũng dùng về người ta chế biến, mình sắc phơi khô xong mình bán người ta. Cốc, thân, ngọn, lá, rễ rồi chi là sử dụng hết. Không bỏ cái gì hết. Cái này cũng bán lá bụi này, nấu cao nè. Mà cây giờ chờ bữa nay về mùa mưa rồi không phơi cái này nữa. Chỉ phơi cái cọng này thôi. Cái này là cái thân đen. Vâng. Sắc thân đen, phơi khô cũng bán nè. Cái này thân trắng. À, còn bông này thì để nấu súp, nấu món heo. À, vậy là rễ này, thân đen này là mình có thể làm thuốc này. À. Còn thân trắng này, lá này, à, hoa này là mình đều dùng làm trà này. Trà. Xong rồi còn nấu canh được nữa. Đúng rồi. À, nhà chú thì có hay ăn canh artichoke không? Thỉnh thoảng. Cái món heo đắt quá mà. Mua 1 ký giò heo về thì làm 1 ký này thì mình nấu đủ thôi. À, dạ, nhưng mà con thấy con biết là hình như là cái món canh artichoke hầm với lại móng heo là rất ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Đặc sản đúng không ạ? Đúng rồi. Là vừa mát này, vừa bổ này, ngon nữa chứ. Thông gan bổ mặt này. Dạ. Nhưng cái artichoke này thì là trồng bao lâu rồi hả chú? Đúng 1 năm rồi. À, cái này là 1 năm tuổi đây. Đúng rồi. Thế thì artichoke thì mình trồng bao lâu thì nó sẽ trổ hoa ạ? Nếu kỳ này thì cỡ 8 tháng, 6 tháng đến 8 tháng. À, ừ. 6 tháng, 8 tháng. Nhưng cái này đã trổ hoa một lần rồi hay sao ạ? Đúng rồi, cái này mà ăn lần trước rồi nè. À. Giờ chuẩn bị được 2, đó. Toàn bộ là ăn được 2 hết. À, vậy thì 1 năm thì artichoke mình thu hoạch được mấy lần ạ? 2 lần. Vào tháng 11, 12 mới ăn lại được tháng 3, tháng 4. Tháng 4, tháng 5. À, vậy là 1 năm mình thu hoạch 2 lần, 1 là vào tháng 11, 12. Ừ. Hai là vào tháng 4, tháng 5 là thu được 2 lần. Hiện tại thì giá artichoke ở đây thì tại vườn chú bán được bao nhiêu một ký ạ? Tại vườn bữa nay là 35.000. Tùy theo giá cả. À. Nói chung sao kiếm được thì vô 30 triệu. Nhà mình thì đã trồng artichoke lâu chưa ạ? Cũng nói chung là trồng cũng lâu rồi, mà cái trước kia là trồng giống Pháp, giống bục cục của Pháp, rồi màu tím kia. Còn cái loại này mới ra cỡ 10-12 năm đầu lại đây. À, thế tại sao chú lại thay đổi giống như vậy ạ? Thì cái loại kia là không đạt năng suất, cái này nó mới nó đạt năng suất hơn. Cái loại kia là chỉ là ra 3 bông thôi, không ra đạt chất. Còn cái loại tím mà bây giờ người ta sắc bán khô á, dạ, cái loại tím đó cũng là đạt năng suất giống như loại này. Dạ. Chú ơi, nhưng mà 1 ký artichoke như cái bông này thì là thường được 1 ký được mấy bông ạ? 1 ký cỡ 5 bông. Chú ơi, nhưng mà thì cái bông này thì mình đã thu hoạch được chưa ạ? Chưa. Cái này còn cỡ nửa tháng 20 ngày mình cắt. À, vậy là bông này là phải 20 ngày nữa mà thầy cũng to rồi, chắc 20 ngày nữa phải to kiểu này. Không, to cái này thôi. Dạ, vâng ạ. Thế là mình thu hoạch thì đến tháng mấy là nó kết thúc, nó không ra hoa nữa à? Đó. Cái này là mình thu hoạch đến hết tháng 5. Hết tháng 5 là bắt đầu mình lại phải trồng mới hoặc là mình cắt hết cành đi để nó mọc lên đúng không ạ? Nâng lên lại cái con này là chăm. Ghé thăm vườn artichoke, cùng làm vườn với những người nông dân nơi đây sẽ làm cho chuyến du lịch Đà Lạt của du khách trở nên thú vị hơn. Đà Lạt tháng 5, tháng 6 đã có những cơn mưa. Chính vì thế, công việc làm vườn cũng trở nên vất vả hơn khi những đám cỏ dại mọc đầy. Chú Trần Anh, chủ nhân của khu vườn artichoke bảo rằng chắc là phải mất vài ngày mới làm sạch cỏ ở khu vườn này.
gắn bó với những bông artichoke cũng đã hơn 20 năm. Chú bảo, một ngày không ra thăm vườn là buồn lắm. Nhìn cách chú chăm sóc những bông hoa trăm cánh, tôi cảm nhận được tình yêu của chú dành cho loài hoa đặc biệt này. Chú chăm sóc cái artichoke xanh thì nó có khó không ạ? Tùy theo mùa. Dạ. Mùa nắng thì mình bớt sâu bệnh thôi. Còn về mùa mưa thì mình chăm sóc cực hơn tí. Dạ. Tức là mưa thì nó sẽ mau bị úng đúng không ạ? Ừ, bị úng với là thối. Thối gốc với là thối bông rồi. Dạ. Gọi Đà Lạt thì thường là mưa dầm vào tháng mấy ạ? Từ kỳ này thì đủ loại mưa. Vâng. Mà thường hồi xưa thì mưa về từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì thường mưa dầm. Vâng ạ. Thế thì so với lại cái artichoke tím mà trước đây chú đã trồng và chuyển sang artichoke xanh này thì kỹ thuật chăm sóc nó có khác nhau và cái nào khó hơn ạ? Nói chung là cái trắng này nó khó hơn cái tím kia. Tại vì cái tím kia là thường mình trồng về mùa thuần, mùa nắng là mình thu hoạch được là một mùa. Một năm thu hoạch một mùa, mà cái này mình thu hoạch một năm 2 vụ. Dạ. Cái công chăm sóc phân bón nó khó hơn cái kia. Vâng, mà chú ơi, ngoài cái bông này, ngoài mình nấu hầm xương, nấu canh thì mình còn làm được món gì nữa không? Nói chung là chỉ là nấu canh, hầm súp thôi. À, còn lại là mình sẽ làm trà. Làm trà. Còn cái rễ, nếu mà cái rễ là biết cái nấu á, thì mình đào cái rễ của nó lên. Dạ. Thì rửa sạch sẽ, cào cái lớp ngoài ra, sắc mỏng, xào với là thịt heo hay là với là thịt bò gì đó. À, rễ này là làm mình lại còn được xào thịt bò, thịt heo thì cái vị nó như thế nào chú nhỉ? Ngọt lắm. Cái rễ này rất ngọt ạ? Rất ngọt. Mà đa số là cái rễ là người ta sử dụng làm thuốc, ít người ăn lắm. Mắc tiền. À, thế cái rễ là mình bán được bao nhiêu ạ? Bữa này là giá bữa này theo là phơi khô là 100 ngàn. Cái rễ này là chú bán được 100.000 lận, trong khi cái cọng này mình khôi khô thì mình chỉ được uống 17.000 thôi. Đúng rồi. Chắc là nhà chú là uống trà tí xô hàng ngày à? Thì đa số. Đúng rồi, nên trồng 2 xô thì mình ăn 2 xô, uống 2 xô. Không rực rỡ, không hương sắc, nhưng artichoke mang một vẻ đẹp giản dị đến lạ. Sự mến khách, thật thà, vui vẻ của những người nông dân nơi đây càng làm cho những du khách phương xa như tôi yêu mảnh đất này nhiều hơn. Vì chỉ có 2 ngày ngắn ngủi ở thành phố cao nguyên xinh đẹp, tràn ngập các loài hoa, nên càng thôi thúc chúng tôi tìm hiểu hết những điều mà người ta vẫn thường thích thú khi đến Đà Lạt. Và để ngắm một tài sản nữa ở Đà Lạt, chúng tôi đã quyết định chèo thuyền kayak đến cuối hồ Tuyền Lâm để tìm kiếm một điều đặc biệt. Dù có thể đi cano, nhưng chúng tôi vẫn chọn cách đi này để có thể nhìn ngắm và chạm tới những thứ thiên nhiên nhất mà mình chưa từng trải qua. Khi tự chèo thuyền như thế này, du khách có thể lả lướt một cách chậm rãi trên mặt hồ rộng và đẹp nhất của xứ sở ngàn hoa. Trên quãng đường đi, bạn sẽ đi ngang qua những cánh rừng thông rộng bạt ngàn, ngang qua những ngôi nhà của ngư dân bắt cá, hay lướt trên tấm thảm cỏ xanh mướt ngay trên mặt hồ. Mùa này nước cạn nên chúng tôi chỉ phải chèo qua một đoạn dài 800m để tấp vào bờ, rồi lại tiếp tục đi bộ gần 2 cây số nữa để đến với cánh rừng bên kia. Chặng đường khá dài nhưng chúng tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi bởi khung cảnh nơi đây rất đẹp và tuyệt vời. Và tôi lại cảm nhận một Đà Lạt khác hẳn khi rong ruổi ở các nhà vườn. Quý vị có biết đây là lá gì không ạ? Đây chính là những cái lá phong. Và điểm cuối cùng trong chuyến hành trình vào rừng của chúng tôi ngày hôm nay chính là muốn tận mắt chứng kiến những cây phong. Mới đây, người ta đã vô tình phát hiện ra một cánh rừng phong tuyệt đẹp nằm ẩn sâu trong hồ Tuyền Lâm thuộc thành phố Đà Lạt. Phát hiện này là một trong những điều hết sức bất ngờ đối với những ai yêu thích loài cây mang sắc đỏ này.
Mặc dù hành trình không hề dễ dàng, do vừa phải chèo thuyền, băng rừng, vượt dốc, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy những cây phong lá đỏ rực giữa rừng núi, thì tôi mới thấy bỏ bao nhiêu công sức quả thật cũng xứng đáng. Ở Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt, ước tính có khoảng trên 20 cây, nằm rải rác xen lẫn với những cây cổ thụ xanh lá, có chiều cao trung bình từ 5 đến 15 mét. Đường kính cây lớn nhất đạt 60 cm. Vì chúng tôi đến đây vào những ngày tháng năm nên cánh rừng đã thay màu áo xanh. Trên tay tôi là một chiếc lá phong đỏ còn sót lại. Và nếu quý vị đi đến khu rừng này vào 3 tháng cuối năm thì toàn bộ cánh rừng sẽ chuyển sang màu đỏ rất là đẹp ạ. Ở những vùng có khí hậu ôn đới lạnh, người ta thường xem sự thay đổi màu sắc của lá phong là dấu hiệu báo thu về. Vào những ngày này, những chiếc lá phong từ xanh sẽ chuyển từ từ sang vàng nhạt, cam, đỏ tươi và cuối cùng là một màu đỏ thẫm. Đây cũng là lúc mà những chiếc lá phong yếu đuối có thể bay và rơi rụng bất cứ lúc nào mỗi khi có một cơn gió nhẹ ngang qua. Khác lạ với những mùa lá phong nở rộ ở Canada, Mỹ, Trung Quốc hay với Nhật Bản, mùa lá phong ở Đà Lạt e thẹn trong những cánh rừng, thoang thoảng trổ bóng ven Hồ Tuyền Lâm, một trong những điểm đến hấp dẫn chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km về hướng Nam. Và giờ đây, khi muốn ngắm những lá phong đỏ rực, du khách sẽ không còn phải đến xứ người, mà chỉ cần ghé thăm thành phố Đà Lạt. Sau khi đi ra khỏi rừng thì tại đây còn chuẩn bị sẵn những cái vườn dâu tây rất là sạch để quý vị có thể giải khát, dưỡng sức để có thể tiếp tục chèo thuyền về đất liền ạ. Với vẻ quyến rũ, rừng phong ngày càng thu hút du khách ghé thăm. Chính vì vậy, nơi đây mọi dịch vụ cũng đã có thể phục vụ nhu cầu của du khách. Căn lều cắm trại, thưởng thức các món ăn dân dã hay hái và thưởng thức dâu ngay tại vườn là những trải nghiệm mà du khách có được trong suốt hành trình về ngắm rừng phong với chi phí khoảng 200.000 đồng một người. Có lẽ rằng tôi sẽ phải quay trở lại Đà Lạt bởi vẫn còn quá nhiều thứ mới mẻ, thú vị ở mảnh đất cao nguyên này. Như vậy là chúng tôi đã kết thúc những ngày ngắn ngủi tại thành phố Đà Lạt. Và khi đi xa thành phố này cách khoảng hơn 20 cây số thì chúng tôi chợt nhận ra rằng dường như mình đang thiếu một chút hương vị nào đó của vùng đất cao nguyên này, và chúng tôi đã quyết định nán thời gian lại và đi tìm hương vị ấy. Đó chính là hương vị cà phê trồn, thứ thức uống hấp dẫn nhất thế giới. Thế giới đã công nhận cà phê Arabica Đà Lạt được trồng ở độ cao từ 1.000 mét trở lên so với mặt nước biển, với nhiệt độ trung bình trên dưới 18 độ C, với hai dòng chính là Catimor và Mocha, là sản phẩm cà phê đứng đầu thế giới. Nổi tiếng nhất ở Đà Lạt phải kể đến cà phê chồn Trại Hầm ở đường Hoàng Hoa Thám, vì đã rời khỏi trung tâm nên không kịp quay lại quán cà phê nổi tiếng này. Nhưng chúng tôi cũng đã được hướng dẫn đến một quán cà phê khác để có thể thưởng thức được hương vị cà phê chồn. Đó là quán cà phê Mê Linh ở xã Tà Nung, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20 cây số. Những con chồn ở đây được cho ăn thứ cà phê Arabica, và sau khi ăn, chúng thải ra thứ nguyên liệu hấp dẫn nhất thế giới. Trên thực tế, đây là loại động vật ăn thịt. Chúng ăn rất nhiều chuột, do đó không thể tiêu hóa được hạt cà phê mà chỉ thải ra hạt cà phê. Chính enzyme tiết ra từ dạ dày loại động vật này đã tạo ra vị đặc biệt của cà phê trong quá trình lên men.
Sau khi rửa sạch, thứ nguyên liệu này được chế biến thành loại thức uống hạng sang số 1 thế giới hiện nay. Cà phê Đà Lạt với hai giống Mocha và Catimor của dòng Arabica hiện đang được đánh giá là có chất lượng cao nhất thế giới. Cà phê trồn hay cà phê phân trồn là tên một loại cà phê đặc biệt, một thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm nhất trên thế giới. Chỉ một số nước sản xuất được loại cà phê này như Indonesia, Philippines, Ethiopia và Việt Nam với số lượng rất hạn chế. Tại Việt Nam, cà phê trồn có giá cao nhất là 64 triệu đồng, thấp nhất là 15 triệu đồng 1 kg. Đắt là vậy, nhưng những ai đã yêu hương vị cà phê này thì vẫn không ngại trả giá cao để được thưởng thức những ly cà phê hảo hạng. Cà phê trồn thì có mùi khói và vị đắng, tuy nhiên thì lại rất dễ uống và dễ chịu ạ. Ngửi cà phê là công đoạn không thể thiếu trong quy trình thưởng thức cà phê trồn. Nhấp nháp từng ngụm cà phê nguyên chất, không đường, không sữa, không đá. Đó là cách tôi học được từ những người sành cà phê để có thể cảm nhận hết hương vị tuyệt hảo của loại thức uống này. Những ai có thói quen dùng bánh hoặc các loại thực phẩm khác thì khi thưởng thức cà phê trồn đừng dùng chung với món nào khác nhé. Hương vị cà phê trồn sẽ bị ẩn đi nếu dùng chung với loại thực phẩm khác và thực khách sẽ không cảm nhận được hương vị tuyệt hảo của nó. Loại cà phê này khó tính như vậy đấy. Tại cà phê Mê Linh, nơi đây được xem là địa chỉ có view đẹp nhất Đà Lạt. Ngồi ở một vị trí đẹp, thưởng thức hương vị cà phê trồn mà cả thế giới phải mê mẩn, quả là một trải nghiệm rất tuyệt vời trong chuyến đi này của tôi. Ngồi trên cao để ngắm mảnh đất nơi cao nguyên này quả là đẹp và hùng vĩ lắm. Ngắm nắng, ngắm mây và cảm nhận những cơn gió tạt vào mặt mình đến mát lạnh. Với những lữ khách như tôi, đó là một cảm giác rất tuyệt, khó mà diễn tả bằng lời. Những vườn hoa khoe sắc, những quả dâu đỏ mọng, những lá phong xanh mướt, những ngày tháng 6 và cả những rặng thông xanh ngát giữa đồi núi bạc ngàn, những dòng thác hùng vĩ ngày đêm hát ca, tất cả như đã trở thành linh hồn của thành phố cao nguyên xinh đẹp. Đà Lạt về chiều vô cùng huyền ảo, với một chút u tịch, một chút lãng mạn, để rồi những chàng trai, cô gái thích khám phá như chúng tôi không khỏi say lòng đến muốn quên cả lối về.